Hi, xin mến chào quý vị và các bạn. Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Hôm nay mình xin gửi đến quý vị và các bạn về thông tin giá mít Thái siêu sớm siêu to. Trong những ngày qua, giá mít Thái tiếp tục có sự thay đổi. Giá mít Thái luôn luôn tăng và giảm trong ngày một cách nhanh chóng và đôi khi giảm liên tục, giảm sâu. Do tình hình dịch bệnh trong những ngày qua có những biến chuyển hơi xấu, cho nên giá mít Thái lại tiếp tục ảnh hưởng và chịu tác động nhiều. Và trong những ngày qua, ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá mít Thái liên tục giảm. Các vựa thu mua và các lái thu mua mít Thái siêu sớm cũng có một số người đã ngưng mua và ngưng thu vào kho, vì tình hình đang có những chuyển biến rất xấu. Để bà con nhà vườn bớt nóng ruột, mình đi sâu vào vấn đề về mít Thái hôm nay như sau. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từng thời điểm, từng khu vực có những giá cả khác nhau và chia vào những thời điểm tăng giảm khác nhau. Tuy ở từng một khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhưng ở các tỉnh lại có giá chênh lệch khác nhau rõ rệt. Cụ thể, ở khu vực Cần Thơ, lô 1 mua vào 17.000, lô 2 12.000 và lô 3 7.000. Ở khu vực Tiền Giang, lô 1 mua vào 20.000, lô 2 15.000 và lô 3 10.000. Ở khu vực Hậu Giang, mua vào 17.000, lô 1, lô 2 13.000 và lô 3 8.000. Ở khu vực Vĩnh Long, mua vào 18.000, lô 1, lô 2 13.000 và lô 3 8.000. Ở khu vực Đồng Tháp, lô 1 17.000, lô 2 12.000 và lô 3 9.000. Ở khu vực Long An, lô 1 18.000, lô 2 13.000 và lô 3 8.000. Ngoài ra, ở các khu vực trồng mít cũng rất nhiều ở trong các tỉnh như Bình Thuận, Tây Nguyên và Vũng Tàu, Đồng Nai cũng đồng thời giá giảm sâu và cũng có giá chênh lệch không cao đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long này. Đây là giá mít Thái cập nhật nhanh nhất và mới nhất trong ngày, được cập nhật từ 10 cho tới 11 giờ. Nếu có những thay đổi khác, mình sẽ cập nhật cho các bạn nhanh nhất có thể trong buổi chiều. Hy vọng rằng thông tin trên sớm đến với bà con, quý vị và các bạn anh chị một cách nhanh nhất. Và những người nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để sớm nắm bắt được tình hình về giá mít siêu to, siêu sớm này, để mình gửi đến quý vị một cách nhanh chóng nhất có thể. Và hy vọng rằng anh chị và các bạn nào ở khu vực trên có bán mít, hãy comment bên dưới và cập nhật về giá mít cho mình để mình biết có thể chính xác nhất để trao đổi đến bà con, quý vị và các bạn chị trong ngày. Tới đây mình cũng xin dừng lại clip. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều may mắn, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại.